today. Xin chào quý khán giả của Đẹp 24/7. Quý vị và các bạn thân mến, một cơ thể khỏe và đẹp sexy đang lên ngôi thì khái niệm về một vòng ba to mới đẹp có lẽ là đang dần xuất hiện. Và tuy nhiên thì không phải là một vòng ba càng to thì cơ thể càng cân đối và sexy đâu nhé, mà chúng ta cần phải có một tỷ lệ cân đối giữa vòng hông, chân và eo. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Đẹp 24/7 đi tìm ra hướng khắc phục cho từng vòng hông quý vị nhé. Bài tập đầu tiên mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là squat, một bài tập rất quen thuộc. Tư thế chuẩn bị: chân mở rộng bằng vai hoặc hơn vai. Khi lấy tạ, các bạn giữ thẳng lưng, đầu gối và hông từ từ chuyển động, hạ thấp xuống và nhặt tạ lên. Đây là tư thế an toàn khi lấy tạ. Tiếp theo, các bạn để tạ trước ngực. Với bài tập này, khi các bạn tập, chúng ta lưu ý luôn để đầu gối đi theo hướng mũi chân, không trụng gối hoặc đưa đầu gối ra bên ngoài. Khi bắt đầu tập, chúng ta hít một hơi thật sâu và giữ hơi trong bụng, hạ thấp mông xuống, lưng giữ thẳng, từ từ đứng dậy và thở ra. Với bài tập này, chúng ta thực hiện từ 8 đến 12 lượt và thực hiện khoảng 3 đến 4 hiệp. Bài tập này có tác dụng giúp chúng ta có một vòng ba tròn đầy, săn chắc. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập lunge với tạ ấm. Tư thế chuẩn bị, các bạn đứng chân rộng bằng vai, lưng thẳng. Khi lấy tạ, các bạn hạ hông và đầu gối xuống, lưng vẫn giữ nguyên. Cầm chặt tạ và đứng dậy. Đây là tư thế an toàn khi các bạn lấy tạ. Tiếp theo, các bạn hít một hơi thật sâu, bước chân ra đằng sau. Khi chúng ta hạ chân xuống thì phần chân và đùi sẽ tạo thành một góc vuông. Khi đứng dậy, chúng ta từ từ thở ra, thu chân về vị trí ban đầu. Các bạn lưu ý, với bài tập này, chúng ta sẽ để đầu gối đi theo hướng mũi chân và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện với chân còn lại. Với bài tập này, các bạn sẽ thực hiện từ 10 đến 12 reps. Và bài tập thứ 3 mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là bài tập đá chân với dây cáp. Bắt đầu bài tập, các bạn xỏ chân vào dây và giữ thật chặt, hạ thấp khung người. Các bạn cảm nhận cái phần cơ mông của mình siết thật chặt khi đá lên. Bắt đầu bài tập, hít một hơi thật sâu và giữ hơi trong bụng. Khi đá lên, các bạn cảm nhận phần cơ của mình, phần cơ mông siết chặt và giơ chân cao. Khi xuống, từ từ thở ra. Với bài tập này, các bạn thực hiện từ 8 đến 12 lượt mỗi chân và thực hiện từ 3 đến 4 reps. Vâng, hy vọng rằng với những hướng dẫn vừa rồi của huấn luyện viên sẽ giúp cho quý vị và các bạn sẽ có thêm cách khắc phục những nhược điểm trên cơ thể của mình. Và để có một cơ thể khỏe mạnh và sexy, chúng ta hãy cùng kiên trì luyện tập mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, Đẹp 24/7 xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.